Pha này thì không thoát ở đâu được rồi, bắt ngay được. À, chúng ta sẽ thấy xem con gì đây, chép hay đen đấy. Vào luôn rồi đó. Vừa anh lên con đen xong, cách đây mới được chắc được 5 phút. Thì bây giờ chúng ta lại có một con chép nữa, cũng là một siêu phẩm rồi. Ok. Anh vẫn nhìn luôn ạ. Ăn thẳng mồm luôn. Sâu quắm vào đấy. Tít vào trong nữa. Đấy, vừa con chấm đen cũng như vậy. Nên hôm nay sẽ báo với anh em báo hiệu là cái đen thì ok rồi, không phải suy nghĩ nữa. Hôm nay tổng nguyên thả là 2 tạ 79 cân. Đấy, gần 3 tạ. Giá vẫn là 20.000 đồng trên giờ. Đây là con chép. Anh được mấy con rồi nhỉ? À, tôi vừa lấy con đen, mấy giờ là con chép thôi. Đây, 2 con. Hôm nay người nhiều nhất mới 7 con thôi. Ở đây thì vừa em live trước là bắt được 2 con, một chấm đen một chép. Còn từ chiều giờ lên cũng tương đối rồi, ngày hôm nay thì giờ nó phải tầm 40 con rồi. Chấm đen thì được 4 con. Chép chê thì chê không tính được. Mai Thảo Nguyên lại tiếp tục xuống cái chê với anh em. Con này thừa 3 cân rồi. Đây mình thừa 3 cân con này. Giá ngày mai cũng vẫn vậy là 20.000 đồng trên giờ, không thay đổi. Nhốt vào đấy cho chắc luôn. Không mang túi sống thì cá. Mang túi sống thì món về không. Ừ, cứ vẫn mang đầy đủ đảm bảo luôn nữa. Ok, xin chào các anh nhé. Thì em thông tin là game 83 chai rượu dành tặng cho anh em thì đến bây giờ đã hết. Hết bắt đầu từ 8 giờ tối là đã vượt qua rồi. Tính hiện tại thì trong ngày hôm nay thì Thảo Nguyên đón nhận là đến giờ là 106 cần thủ. Các anh câu ít nhất là người câu 1 tiếng. Và cũng có các anh câu lâu nhất thì từ sáng bây giờ còn đang ở hồ. Em chốt lại có nhầm lẫn hay có gì liên quan đến anh nào thì anh chỉ xem lại đơn. Đó là các anh mà vào trước 8 giờ tối thì vẫn còn rượu, còn sau 8 giờ tối thì không có rượu nữa. Tính đến giờ là 106 rồi, hiện tại đang ở hồ là 32 anh là còn lại. Và đã thanh toán xong xuôi thì các anh xong thì đến giờ là 79 cân thủ. Hôm nay chỉ có là các anh chưa đánh game gold thôi. Bởi vì là không sao, cơm ăn gạo còn đó. Các vé của anh chưa đổi sang thì các anh vẫn có thể giữ. Vì hôm nay buổi tối cũng tương đối là lúc buổi tối đông anh em nữa, và anh em di chuyển về. Nên là gold thì có thể tổ chức hàng ngày được. Ngày mai Thảo Nguyên sẽ đánh từ sáng sớm. Có thể đánh trưa tối nên là sẽ đảm bảo với tất cả anh em. Anh em cảm thấy thích lúc nào thì anh em mang vé lên để đổi lấy bóng gôn thì chúng ta sẽ chơi. Thứ bảy chủ nhật đông nguồn thủ hết nhanh lắm, đúng không ạ? Hôm nay thì tổng đếm giờ mới là 106, nhưng mà thứ bảy của tuần trước nữa, tức là đếm giờ nửa tháng rồi, thứ hai tuần thì Thảo Nguyên đoán hôm đông nhất là 173 cần thủ. Các anh thì có thể câu 1-2 tiếng thôi. Trong một ngày thì Thảo Nguyên đoán rất nhiều các lượt của các anh cứ tranh thủ. Sáng, trưa, chiều, tối cứ tranh thủ lúc nào cũng lấy ra 1-2 cần thôi. Và hiện tại như là giờ Thảo Nguyên đang còn 32 anh. Đó, nên là lượng cá Thảo Nguyên phải bổ sung trong một tuần là đều phải 1 tấn hết. Tuần này đã được hơn 6 tạ nhưng mà chưa thả ăn chê nào, toàn chấm đen mới chép thôi. Để đảm bảo anh em là chất lượng rất đảm bảo nhé. Không anh em bảo là thả tấn thì toàn chê nhiều nhưng tuần này chưa thả con chê nào cả. Đấy. Tuần này chấm đen thì 40 con rồi. Còn lại là chép thôi. Mà chưa thả con chê nào. Anh em yên tâm luôn. Đó. Ok, hôm nay thì lượng cá khả năng là đêm nay cũng sẽ lên tương đối. Ok, em xin chào anh em nhé. Văn Dũng. Em chào anh và các cần thủ một buổi tối thật vui vẻ. Ok, xin thay mặt các anh em đang ở Thảo Nguyên. Xin cảm ơn comment của Facebook Văn Dũng. À, xin cảm ơn các anh. Rất là quan tâm Thảo Nguyên. Không khí hiện tại thì cũng rất là ấm cúng, nhẹ nhàng của buổi thứ bảy. Ok, em xin kết thúc live đây.